anh thích làm kích thước như vậy, bằng mẫu này cho anh, nhưng không làm bốn cái đế ở đây cho anh, không làm nha. Một chiếc túi handmade Kỳ Lân thực hiện theo cầu từ chất liệu da cá. Da cá này được Kỳ Lân nhập tại công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới và cung cấp da cho hầu hết tất cả các hãng da tư nhân nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt như là của LV, Gucci và Hermès, vân vân. Đây là một chiếc túi full bề mặt ngoài là da cá. Con da này được Kỳ Lân tuyển chọn một trong những con da đẹp nhất để tạo nên chiếc túi này, để phục vụ và bàn giao cho một vị khách hàng rất đặc biệt ở một tỉnh rất là xa. Anh đưa mẫu và em Kỳ Lân thực hiện, nhưng em phải làm như sau. Anh thích làm kích thước như vậy, bằng mẫu này cho anh, nhưng không làm bốn cái đế ở đây cho anh, không làm nha. Và cái phần quai sách này anh không thích ở đây, anh thích ở đằng sau. Và cái khóa màu vàng, anh không thích khóa màu vàng, em chọn khóa nào cũng được, miễn sao em thấy đẹp mà là màu trắng, bởi vì anh thích màu trắng. Sau khi Kỳ Lân nhận đủ thông tin và Kỳ Lân thực hiện và hoàn thiện một cách tinh tế tỉ mỉ hoàn mỹ nhất, cảm xúc bây giờ Kỳ Lân phải nói là cực kỳ đã, bởi vì mình đã làm được một cái chiếc túi handmade mà đúng ý anh, mà đặc biệt là mình làm tỉ mỉ trong từng chi tiết. Khi mình nhìn một chiếc túi nó hoàn mỹ đến mức độ như vậy thì cảm xúc của một nhà chế tác, một nhà handmade thì phải nói là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đây, phần sách Kỳ Lân nó đưa ra phía sau để sổ tay cầm thế này. Không có làm bốn cái đế kim loại ở dưới đây. Khóa này là màu trắng. Và hai cơ chế sử dụng khóa này là mình bóp vào hai bên như thế này để mình mở phần nắp ra. Mẫu này thì bên trong là full da cá mập bên trong, nhưng anh yêu cầu làm cho anh là full da Epsom bên trong. Ngăn bên trong, kích thước bên trong là theo thông số mà anh đã đưa. Thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích cảm xúc về những dòng sản phẩm cao cấp luxury theo từng yêu cầu của từng khách hàng, mà chất lượng tỉ mỉ tinh tế từ cái đường sơn cạnh đến từng cái lỗ đục, từng cái đường kim chỉ phải hoàn hảo một cách cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ hoàn hảo, bởi vì đây là sản phẩm cao cấp luxury. Đây là cái dây về sách. Một sản phẩm cao cấp không phải là ngoài chất lượng da cao cấp, chất lượng về kỹ thuật handmade cao cấp, mà còn về kỹ thuật thẩm mỹ cao cấp nữa thì mới ra được chất của hàng cao cấp luxury.